cho các bạn giải quyết tốt nhất cho phần trên cùng của linh lục nối với cái khóa này. Thì thế này là tốt nhất, không lo bị đứt hay làm sao cả, còn đã đứt là mất, máy yên tâm khi sử dụng. Vậy là bạn có thể hoàn toàn buộc cái ở trên ngọn linh bằng cái này, cách này đúng như buộc lưỡi câu. Đấy, rất đơn giản. Rất chắc chắn. Yên tâm hoàn toàn, và khi móc vào cái khóa này thao tác rất dễ, lúc cứng lúc nào nó cũng tròn xoe này, móc vào đây rất dễ dàng.